Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Thế giới trong trang sách. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng từng có đôi lần trì hoãn, bất kể mọi lý do từ khách quan đến chủ quan. Việc trì hoãn không chỉ ảnh hưởng đến tổ chức, ảnh hưởng đến công việc, thậm chí gia đình của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến cả cá nhân của chúng ta nữa. Bởi vì thói quen trì hoãn sẽ tạo ra một hiệu ứng gọi là hiệu ứng tích lũy. Nó sẽ khiến cho công việc của chúng ta chồng chất và khiến cho chúng ta lúc nào cũng ở trong cái vòng quay lẫn quẩn đó. Thực chất, thói quen trì hoãn không phải là không thể được xóa bỏ, chỉ có điều là chúng ta phải thường xuyên rèn luyện để hình thành những thói quen mới một cách tích cực và khoa học. Và những thói quen đó đã có trong quyển sách Ngay bây giờ hoặc không bao giờ vừa mới được Alpha Book phát hành. Trong cuốn sách này, tác giả Scott đã cung cấp chi tiết những kế hoạch hành động trên mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày, từ chăm sóc sức khỏe, thể dục, công việc cho tới các mối quan hệ cá nhân. Không giống như các cuốn sách rèn luyện kỹ năng khác, nội dung cuốn sách tập trung tối đa vào việc hành động. Vì vậy, thay vì phải đọc những lời khuyên chung chung, chúng ta sẽ nhận được những phương pháp có thể được thực hiện ngay lập tức nhằm tạo lập những thói quen có thể đánh bại sự trì hoãn. Chẳng hạn như tạo ra một ngăn kéo có 43 thư mục, trong đó có 12 thư mục là 12 tháng và 31 thư mục còn lại là 31 ngày trong tháng. Đây là cách để giúp chúng ta hoạch định công việc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mà không sợ quên. Hoặc chẳng hạn như hãy luôn đặt ra câu hỏi 80-20, đó là những câu hỏi kiểu như đâu là 20% nguồn gốc tạo ra 80% vấn đề của tôi, đâu là 20% số người tạo ra 80% hạnh phúc và thành công cũng như thúc đẩy tôi tiến bước, v.v. Hãy hỏi những câu hỏi đó vài lần trong tháng và bạn sẽ ngộ ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống của mình. Tác giả Scott hiện là chủ của một trang blog chuyên đưa ra những lời khuyên nhằm xác lập những thói quen tốt rất hữu ích cho chúng ta. Quyển sách Ngay bây giờ hoặc không bao giờ được Alpha Book phối hợp với nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2015. Mời quý vị tìm đọc.